Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức bóng đá. Mời các bạn luôn theo dõi tin hay nhất, nhanh nhất và chính xác nhất của chúng tôi. Sau đây là những bản tin. Người hâm mộ chen lấn nhau mua vé trận Hoàng Anh Gia Lai, Yokohama FC sáng ngày 14 tháng 4. Tại sân vận động Thống Nhất đã bắt đầu mở bán vé cho loạt trận đấu của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở giải đấu AFC Champions League 2022. Mặc dù thời gian bán vé bắt đầu từ 8 giờ 30 phút nhưng chỉ mới 6 giờ sáng, người hâm mộ đã có mặt đông đúc tại sân vận động Thống Nhất để mua vé với hy vọng giành được cho mình chỗ ngồi tốt trên khán đài. Nhiều người bắt xe từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh chỉ để sở hữu một tấm vé xem trận đấu của câu lạc bộ mình thích. Bởi dễ hiểu rằng sức hút của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là vô cùng lớn. Cái nôi sản sinh, đào tạo ra những tài năng trẻ của bầu Đức với nhiều cầu thủ có mặt trong đội tuyển Việt Nam ở các cấp độ đã góp phần không nhỏ đem vinh quang. Niềm tự hào về cho bóng đá nước nhà thời gian qua đã kích thích sự tò mò của khán giả hâm mộ để đến sân gặp mặt. Nhờ người hâm mộ chen lấn, xô đẩy nhau té, ảnh Sport 5. Vé xem AFC Champions League 2022 có giá khá mềm, 50.000 đồng, C, D, 100.000 đồng, B và 200.000 đồng, A1, A2, A3. Dù vậy, không phải người nào cũng mua được vé như mong muốn, bởi vé ở khán đài A nhanh chóng được bán sạch. Trong khi đó, dân phe vé cũng chen vào mua, sau đó giao bán với giá khá cao. Sân Thống Nhất có 12.000 chỗ ngồi sẽ phát hành 10.000 vé tới người hâm mộ, 2.000 suất được dùng làm vé mời. Trong ngày hôm nay, BTC chỉ bán mỗi người 4 vé cho trận đấu khai màn. Vé khán đài A hết rất sớm so với các khán đài B, C, D. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp Yokohama F. Marinos, Nhật Bản ở trận đầu tiên vào 18 giờ ngày 16 tháng 4 tới. Để chuẩn bị cho đấu trường AFC Champions League, huấn luyện viên Kiatisak cũng đã rèn quân hơn một tháng nay, làm khách trước đại diện Việt Nam, nhưng câu lạc bộ Yokohama không hề chủ quan. Họ đưa sang Việt Nam tổng cộng 66 thành viên cùng 4 tấn hành lý để chuẩn bị cho trận đấu này. Do đối thủ đến từ Nhật Bản quá mạnh nên chỉ cần có được trận hòa ở trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 16 tháng 4, xem như Hoàng Anh Gia Lai đã có khởi đầu thành công ở đấu trường quốc tế. Cổ động viên xếp hàng mua vé xem Hoàng Anh Gia Lai đấu AFC Champions League. Hàng trăm khán giả đã xếp hàng trật tự trước cửa chính sân Thống Nhất để mua vé vào xem trận đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng bảng AFC Champions League. Sáng ngày 14 tháng 4, ban tổ chức bảng H đã mở bán vé lượt trận đầu tiên vào ngày 16 tháng 4 trong khuôn khổ vòng bảng H AFC Champions. Dù 8 giờ 30 phút mới mở bán nhưng từ khá sớm, hàng ngàn người đã xếp hàng trước cổng sân để chờ lượt vào mua vé. Để đảm bảo trật tự khi vào mua vé, BTC đã yêu cầu các khán giả xếp hàng bên ngoài cổng chính sân ở Thống Nhất và cho từng đợt 10 người vào mua để tránh tình trạng chen lấn, giành giật nhau. Nhìn chung, việc mua vé diễn ra khá trật tự, không có tình trạng xô đẩy gây mất trật tự. Đã lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới chứng kiến lại hình ảnh khán giả xếp hàng mua vé vào sân xem một trận đấu. Cũng dễ hiểu khi Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn sức hút với khán giả. Tâm sự khi mua được hai vé vào sân để theo dõi trận đầu tiên, bác Nguyễn Ngọc Thanh cho biết: "Tôi mua hai vé này để cùng vợ đi cổ vũ cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở AFC Champions League. Hy vọng các cầu thủ sẽ đá tốt. Hoàng Anh Gia Lai đá hay ở mùa giải năm ngoái nhưng mùa này lại chơi chưa ấn tượng. Tôi mong rằng đội sẽ chơi tốt ở AFC Champions League." Theo đồng trưởng ban tổ chức bảng H Nguyễn Tấn Anh, Hoàng Anh Gia Lai phát hành 70% so với sức chứa của sân Thống Nhất, tức khoảng 12.000 vé. Nhu cầu của người xem là rất lớn nên các vị trí đẹp trên sân như khán đài A nhanh chóng hết vé từ khá sớm. Do nhu cầu nhiều nên mỗi người vào mua được khống chế ở một số lượng nhất định. Hy vọng với sự háo hức của khán giả, Hoàng Anh Gia Lai sẽ được tiếp sức mạnh lớn từ khán đài để có thể thi đấu và thu về một kết quả khả quan trong bảng đấu mà cả ba đối thủ đều được đánh giá trên cơ hơn hẳn. Chờ Công Phượng chứng tỏ giá trị ở AFC Champions League. Công Phượng là một trong những cầu thủ hay nhất của Hoàng Anh Gia Lai dưới thời huấn luyện viên Kiatisak, nhưng AFC Champions League là thước đo khó hơn nhiều để tiền đạo này chứng tỏ mình. Cuộc so tài với Yokohama F. Marinos hôm ngày 16 tháng 4 tới là lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai được hít thở bầu không khí AFC Champions League. Nỗ lực không ngừng của thầy trò huấn luyện viên Kiatisak mùa trước, đứng đầu bảng sau 12 vòng, dẫu không mang lại chức vô địch, nhưng đã mở ra cánh cửa mới, đưa Hoàng Anh Gia Lai đến sân chơi đẳng cấp nhất ở cấp độ câu lạc bộ tại châu Á. Với cá nhân Công Phượng cùng dàn sao Hoàng Anh Gia Lai như Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, AFC Champions League đầy trông gai nhưng cũng đáng để thử sức. Huấn luyện viên Kiatisak không dưới một lần nói về sân chơi châu Á như vùng đất mà Hoàng Anh Gia Lai phải có mặt nhằm thử thách bản thân. Hoàng Anh Gia Lai đã có mặt và đang mong muốn để lại dấu chân ở đây. Chờ đợi ở Công Phượng. Công Phượng có phong độ cao nhất Hoàng Anh Gia Lai dưới thời huấn luyện viên Kiatisak Senamuong. Tiền đạo sinh năm 1995 ghi 6 bàn sau 12 trận mùa trước. Trong đó có những bàn thắng giá trị như hai cú sút chân trái mở tỷ số trước câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, hay cú đá phạt đền ở phút bù giờ giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng kịch tính trước câu lạc bộ Nam Định. Tính cả mùa giải 2020, Công Phượng có hiệu suất ghi bàn ổn định với 12 bàn sau 24 trận.
Số bàn thắng của chân sút gốc Đô Lương có thể còn cao hơn nữa nếu không dính chấn thương ngón chân trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Lối chơi của Công Phượng đã thay đổi dưới bàn tay của những huấn luyện viên ngoại quốc. Huấn luyện viên Chung Hae-seung của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giúp Công Phượng chơi tối giản, phối hợp nhanh và dứt điểm quyết đoán hơn. Trong khi đó, Yatisak với nhạy cảm của tiền đạo từng làm khuynh đảo bóng đá Đông Nam Á đã khuyên Công Phượng nên luyện sút bằng chân không thuận nhiều hơn, đồng thời chơi lùi sâu để phát huy khả năng quan sát và chuyền bóng. Dù chưa thể lấy lại phong độ ở đội tuyển quốc gia, nhưng trong màu áo câu lạc bộ, khi đá cùng những đồng đội thân thiết trong hệ thống chiến thuật quen thuộc, Công Phượng vẫn là cầu thủ đáng gờm. Cú đúp vào lưới câu lạc bộ Viettel ở vòng 4, trong đó có một cú vô lê trái chân đẹp mắt cùng quả đá phạt đền theo kiểu Panenka, đã mang lại cho tiền đạo số 10 sự tự tin. Video, bàn thắng của Công Phượng vào lưới câu lạc bộ Viettel. Niềm tin là yếu tố cần thiết để Công Phượng chứng tỏ bản thân ở AFC Champions League, sân chơi có độ khó lớn hơn nhiều so với V-League. Đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai ở bảng H mùa này đều ở tầm cỡ châu lục. Jeonbuk Hwinamoto mạnh nhất Hàn Quốc với 9 lần vô địch K-League trong 12 năm. Yokohama F. Marinos có 4 lần vô địch Nhật Bản, còn Sydney FC là đương kim Á quân giải vô địch Australia. Tuy nhiên, đối thủ càng mạnh, chờ đợi ở những cầu thủ như Công Phượng càng lớn. Công Phượng ra mắt V-League năm 2015. Anh sau đó được cho mượn ở Mito Hollyhock, Incheon United, Sin Truiden rồi đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng đặc biệt tỏa sáng cùng đội tuyển Việt Nam khi anh đưa đội nhà vào tới chung kết U23 châu Á năm 2018, vô địch AFF Cup 2018 và Top 8 ASEAN Cup 2019. Sau khi ghi bàn ở AFC Cup 2020, Công Phượng sẽ muốn tiếp tục nổ súng tại đấu trường danh giá nhất châu lục, AFC đánh giá. 5 tháng tích lũy trong màu áo đội tuyển quốc gia hay quãng thời gian đá cho 3 đội bóng nước ngoài mang lại cho Công Phượng những trải nghiệm rất ít cầu thủ Việt Nam có được. Giá trị của những trải nghiệm ấy lớn thế nào, màn thể hiện của cầu thủ số 10 ở 6 trận đấu tới sẽ mang đến câu trả lời. Hành trình đáng xem. AFC Champions League cũng là sân chơi mà bóng đá Việt Nam đang là vùng trắng. Chưa đại diện V-League nào từng vượt qua vòng bảng. Mùa trước, câu lạc bộ Viettel dù rất cố gắng, cũng chỉ có 6 điểm sau 2 chiến thắng trước KFC của Philippines. Lần lượt mùa 2019 và 2020, Hà Nội FC và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đều thua ở vòng loại. Câu lạc bộ Bình Dương là một trong những đại diện hiếm hoi từng thắng ở AFC Champions League khi đánh bại Jeonbuk ở mùa 2016. Chiến thắng ấy như mối bỏ bể nếu đặt cạnh những thảm bại của Thanh Hóa, thua Kohan Steelers 0-7, Đà Nẵng, thua Gamba Osaka 0-15 hay Nam Định, thua Quang Thai Banh 1-9. Màn thể hiện tồi tệ của các đội bóng Việt Nam ở AFC Champions League khiến vị thế bóng đá Việt Nam chưa thay đổi đáng kể, dẫu ở cấp độ đội tuyển. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã cải thiện thành tích. Chỉ khi thực sự vững mạnh ở cấp câu lạc bộ, nền bóng đá mới có gốc rễ chắc chắn để phát triển. Một yếu tố nữa khiến câu lạc bộ V-League mờ nhạt ở AFC Champions League bên cạnh trình độ còn nằm ở thái độ khi các đội dự giải với tư tưởng đá cho xong rồi về. Nhiều đội không đủ chi phí chi trả tiền vé, tiền sân bãi, tập luyện dẫn đến bỏ suất thi đấu. Cơ hội cạnh tranh của Hoàng Anh Gia Lai không lớn bởi khoảng cách trình độ của thầy trò Kiatisak với những đội như Jeonbuk, Yokohama F, Marinos còn rất xa. Dù vậy, đội bóng phố núi được chờ đợi sẽ chơi tất tay thay vì đá với thái độ dè chừng, giữ quần giữ sức. Chỉ cần thi đấu với sự nghiêm túc và quyết tâm là đủ để Hoàng Anh Gia Lai giúp bóng đá Việt Nam lấy lại niềm tin. FC Champions League cũng là mệnh đề huấn luyện viên Kiatisak từng nhắc đến trong ngày ra mắt Hoàng Anh Gia Lai. Ông nói sân chơi châu Á là nơi Hoàng Anh Gia Lai thuộc về. Hoàng Anh Gia Lai đã chuẩn bị kỹ, giờ là lúc đội bóng phố núi chứng tỏ tham vọng của mình ở đấu trường ấy. Công Phượng được xếp chung mâm với huyền thoại Barca tại cúp C1 châu Á. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được AFC xếp vào danh sách 6 cầu thủ đáng xem nhất vòng bảng AFC Champions League. Ngày 15 tháng 4, vòng bảng AFC Champions League 2022 khu vực phía Đông sẽ bắt đầu khởi tranh. Trước khi vào giải đấu chính thức, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã điểm mặt 6 cầu thủ đáng xem nhất ở giai đoạn vòng bảng. Theo đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vinh dự được góp mặt trong top này. Năm cái tên còn lại bao gồm Iniesta, Vítor Kobe, Chanathip Songkrasin, Kawasaki Frontale, Matthew Letke, Melbourne City, Jun Amano, Usan Hyundai và Dejan Damjanovic, Kip GSC. Đáng chú ý nhất trong danh sách này là tiền vệ Andres Iniesta, anh là huyền thoại của Barcelona, từng được đánh giá là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Bên cạnh đó, một ngôi sao đến từ Đông Nam Á khác là Chanathip Songkrasin cũng góp mặt trong danh sách của AFC. Trang chủ của AFC giới thiệu về Công Phượng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu khi từng chơi bóng ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ từ khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại ngôi sao này mới sắp có trận ra mắt tại AFC Champions League cùng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng này cũng chính là nơi anh bắt đầu sự nghiệp. Trang chủ của AFC tiếp tục, tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai đã chơi thăng hoa để giúp U23 Việt Nam vào tới chung kết U23 châu Á năm 2018.
vô địch AFF Cup 2018 và top 8 ASEAN Cup 2019. Cậu ta từng ghi bàn ở AFC Cup 2020 và hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những cái tên đáng chú ý nhất tại AFC Champions League năm nay. Tại AFC Champions League 2022, Hoàng Anh Gia Lai rơi vào bảng H cùng ba đội bóng rất mạnh là Yonbert Hyundai Motor, Yokohama và Sydney FC. Đây là bảng đấu được tổ chức tại sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Đội bóng phố núi sẽ đá trận ra quân với Yokohama vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 4. Ba đối thủ khó nhằn của Hoàng Anh Gia Lai tại AFC Champions League 2022 là ai? Tại vòng bảng AFC Champions League 2022, Hoàng Anh Gia Lai nằm ở một bảng đấu quá khó khi các đối thủ đều thuộc dạng có số má tại châu Á. Khó khăn chờ đón Hoàng Anh Gia Lai tham dự AFC Champions League 2022 có tất cả 40 đội bóng, được chia thành hai khu vực Đông Á và Tây Á, mỗi khu vực 20 câu lạc bộ. Tại mỗi khu vực, các câu lạc bộ sẽ được chia thành 5 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt, tổng cộng 6 trận để chọn ra 5 đội nhất và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng mùng 1 tháng 8. Đây là thể thức tương tự như mùa giải 2021. Vòng bảng AFC Champions League 2022 khu vực Đông Á sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt, tổng cộng 6 trận tại những địa điểm trung lập từ ngày 15 tháng 4 đến 1 tháng 5. Đại diện Việt Nam dự AFC Champions League 2022 Hoàng Anh Gia Lai nằm ở nhóm bảng đấu phía Đông. Theo kết quả bốc thăm vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, đại diện của Việt Nam nằm ở bảng H nơi có sự hiện diện của những đối thủ tên tuổi như Yokohama F Marinos Nhật Bản, Yonbert Hyundai Motor FC Hàn Quốc và Sydney FC Australia. Trong lịch sử các kỳ AFC Champions League, chưa từng có đại diện nào đến từ Việt Nam vượt qua được vòng bảng. Hoàng Anh Gia Lai đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của giới mộ điệu trong nước sẽ làm nên được kỳ tích trong lần tham dự này. Nếu muốn lọt vào vòng trong, đội bóng của Bầu Đức buộc phải xếp một trong hai vị trí đầu bảng hoặc lọt vào top những đội bóng xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Bảng H là một bảng đấu vô cùng khó khăn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Khiathisak, bởi các đối thủ kể trên đều là các đội bóng hàng đầu châu lục. Cả Yonbert Hyundai Motor Hàn Quốc, Yokohama F Marinos Nhật Bản đều là những đội mạnh hàng đầu châu lục. Trong khi đó, Sydney FC là đội vô địch A-League nhiều nhất lịch sử. Yonbert Hyundai Motor kỷ lục gia của Ka. Lechu Yonbert được thành lập vào năm 1994 và có trụ sở tại Yeonju, thủ phủ của Yonbert, Bắc Jeolla. Họ giành chức vô địch K-League lần đầu năm 2009. Trước đó, câu lạc bộ giành chức vô địch AFC Champions League năm 2006. Qua đó trở thành câu lạc bộ Đông Á đầu tiên vô địch AFC Champions League sau khi giải đấu thay đổi thể thức năm 2003. Và lần đó họ cũng trở thành đội duy nhất trên thế giới giành chức vô địch châu lục mà chưa từng giành được danh hiệu quốc nội. Chức vô địch đó giúp Yonbert tham dự FIFA Club World Cup vào tháng 12 năm 2006. Yonbert giành được 3 chức vô địch cúp quốc gia Hàn Quốc các năm 2000, 2003 và 2005. Yonbert là một trong những đội bóng mạnh nhất tại Hàn Quốc. Họ đã có tới 9 lần lên ngôi vô địch K-League kỷ lục của giải đấu này. Kể từ năm 2014, đội chủ sân Yeonju mới chỉ có một lần để mất chức vô địch vào tay SC Seoul mùa giải 2016. Ở đấu trường AFC Champions League, Yonbert đã có 3 lần lọt vào chung kết ở các mùa giải 2006, 2011 và 2016. Trong đó, Yonbert vô địch vào các năm 2006 và 2016. Ở mùa giải 2021, Yonbert lọt vào vòng loại trực tiếp với ngôi nhất bảng H. Ở vòng 1/16, đại diện Hàn Quốc đánh bại BG Pathum trước khi dừng bước ở tứ kết trước Ulsan Hyundai. Yokohama F Marinos, lão làng của Di. Lechu Yokohama Marinos cũng là một trong những đội bóng hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản với 3 lần giành chức vô địch J-League và 2 lần giành ngôi Á quân. Câu lạc bộ có trụ sở tại Yokohama, khởi đầu là đội bóng của công ty Nissan. Câu lạc bộ hiện tại là sự hợp nhất của Yokohama Marinos và Yokohama F Girls 1999. Cái tên hiện tại có bao gồm cả Marinos và F Girls. Từ Marinos có nghĩa là thủy thủ trong tiếng Tây Ban Nha, từ F Girls có nghĩa là đôi cánh trong tiếng Đức. Đội bóng Yokohama F Marinos là đội có thời gian thi đấu tại giải đấu cao nhất bóng đá Nhật Bản lâu nhất kể năm 1982 và cũng là một trong 4 đội thi đấu tại giải đấu chuyên nghiệp cao nhất Nhật Bản kể từ khi giải được bắt đầu. Đội bóng này đã có 4 lần vô địch J-League vào những năm 1995, 2003, 2004 và 2019. Ở mùa giải J-League 2021, Yokohama F Marinos về nhì sau Kawasaki Frontale. Đáng chú ý, hậu vệ lừng danh của đội tuyển Thái Lan là Thirathong Bumathang từng có 3 mùa khoác áo Yokohama F Marinos và giành chức vô địch J-League 1 mùa 2019, Á quân siêu cúp 2020 trước khi về nhì J-League 2021. Sydney FC, đội vô địch Australia nhiều lần nhất. Sydney FC là đội bóng hàng đầu của xứ chuột túi. Sydney FC là đội vô địch A-League nhiều nhất trong lịch sử với 5 lần. Đội bóng này cũng có 6 lần góp mặt tại đấu trường AFC Champions League trước đây. Huấn luyện viên Steve Corica đang sở hữu nhiều các ngoại binh từng nhiều năm chinh chiến ở châu Âu như Bobo từng khoác áo các câu lạc bộ hàng đầu Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ, Le Fondre từng 12 lần ghi bàn ở Premier League,
Ngoài ra, họ còn sở hữu cựu tiền thủ quốc gia Hà Lan Luciano Narsing, từng ghi 4 bàn trong 16 lần khoác áo đội bóng có biệt danh cơn lốc màu da cam. Tuy vậy, ngoại trừ Luciano Narsing, hai ngoại binh còn lại đều đã 36, 37 tuổi. Bên cạnh đó, họ không sở hữu nguồn lực nội binh dồi dào khi có rất ít cầu thủ là tuyển thủ quốc gia. Sydney FC cũng không có thành tích tốt tại đấu trường AFC Champions League. Đội bóng này chỉ một lần vượt qua vòng bảng vào năm 2016. Ba lần gần nhất tham dự 2018 đến 2020, Sydney FC đều bị loại ngay vòng bảng.